đối với những chiếc xe đẹp, đẹp hơn nhiều so với đời, thì chúng ta định giá ra làm sao? Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạt Xe Tải. Và ngày hôm nay sẽ là một điều mình chia sẻ, mình cũng không biết nó là đúng hay là sai, nhưng đây là quan điểm của mình. Còn quan điểm của bạn như thế nào, hãy cứ bình luận phía bên dưới về cách định giá một chiếc xe đẹp. Thực tế khi đi mua một chiếc xe tải cũ là chúng ta đi chọn lựa một cái công cụ để mà phục vụ phát triển cái công việc của mình nó tốt hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta là một người kỹ tính, nếu chúng ta là một cái người mà nó có cái tầm tài chính nó dư giả một chút, nếu chúng ta là một người yêu cái đẹp thì chúng ta sẽ khó mà bỏ qua những chiếc xe mà đời tuy nó không cao nhưng ai đó cũng vẫn phải ngước nhìn, như chiếc xe này chẳng hạn. Sẽ không phải tả nó quá nhiều, không phải đề cao nó quá nhiều, nhưng anh em có thể nhìn những cái chi tiết nó đơn giản, từ mặt ca lăng, từ cái nước sơn này đây, từ những cái nước sơn đó. Với ai đó nhìn cái màu sơn này bảo sao nó bạc thế, để trời nắng nhiều đúng không, nhưng nó là đời, không phải 17. Đấy, từ phần nước sơn này, những cái chấm chấm nhỏ nhỏ này nó không phải đời 2017 mà nó là đời 2013, gần chục năm rồi. Mà ngay cả những phần bao đời sốc đây, tôi thề luôn, tôi những cái phần nó gọi là nó xước sát một tí, tôi chỉ dám lấy cái sơn ngoài ấy, tôi chấm vào đây thôi. Nếu mà thực sự với những cái màu sơn zin này hoàn toàn có thể đánh bóng tấn như những cái màu của cái cánh cửa này, đánh bóng hơn đây luôn đấy, bóng tấn luôn đây. Nhưng tôi không làm điều vậy, tại vì có để nguyên bản như thế này thì với anh em nào yêu xe mới thực sự biết được cái giá trị của chiếc xe này nó tinh tế đến như thế nào. Khi mở cửa ra, anh em thấy chưa, anh em thấy nó giống như cửa này, nhưng nó chưa phải là xuất sắc. Khi mà anh em không để ý đây, từ những cái phần lồng, từ những phần chỉ và từng phần tabi cửa không hề bị sờn rách. Những phần chân này, chân côn này, đó, đây, chân côn và những phần nhựa. Chiếc xe chuẩn nó đi được mấy vạn đây? 13 vạn ở 2013, 13 vạn với một chiếc xe thùng lửng. Bản thân ban đầu chiếc xe này nó còn chưa lót sàn, chưa điều hòa cơ, mua vào giá nó đã cao bằng những cái giá mà mình bán ra rồi. Nhưng thực sự với những chiếc xe đẹp mình chấp nhận có thể bán nó lời lãi ít thôi, nhưng nó sướng. Mình bán xe nhưng mình khá là, mình vẫn gọi là có cái gọi là yêu xe bệnh nghề nhỉ. Đó, sàn thì mình đã lót sàn tôn mạ kẽm rồi. Đây, sàn tôn mạ kẽm với ba bửng đều có thể mở được. Những chiếc xe ba bửng đều có thể mở được nhé. Đầu tiên nó vẫn là sàn 6 nhưng mình đã lót thêm, nó sàn sàn kẽm rồi, sáng choang luôn. Anh em để mà chở kính hay chở phông đạp hay chở gạch men thì thực ra sạch sẽ. Đó, phần máy thì sao, đây máy đây, lật cabin lên dễ dàng. Phần máy, ai da, này tất cả 2013 mà ngay cả những cái tio đường dầu này đấy nó vẫn còn nguyên chấm sơn này. Đó, quạt ly tâm vẫn chạy này, được chưa, ngay cả những phần chống ồn và phần cua lốp không hề bị mọt và nó vẫn có cái độ sáng, anh em có thể nhìn thấy. Đó, nhíp chưa độ, tất cả những cao su nó còn nguyên. Chắc chắn một điều nó cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Có thể là đời 2013 đấy, với cái giá tiền là 250 thì anh em sở hữu một chiếc xe này. Đối với những chiếc xe đời đó thì dường như nó cũng không quan trọng nhiều, tại vì là quan trọng nó ở cái chất lượng này, quan trọng là cái cốt lõi của nó. Một chiếc xe xấu nếu bỏ ra tầm chục triệu, 20 triệu nữa làm chưa chắc nó đã đẹp, nhưng một chiếc xe đẹp cũng chẳng quan trọng đời, tại vì niên hạn xe tải 25 năm cơ mà, 25 năm, 2010, 2011, 2012, như chiếc xe 2013 tức là còn bao nhiêu năm nữa. Ôi dồi ôi, dài lắm. Một chiếc xe tải chắc là mình cũng chỉ tính đến sử dụng khoảng 3-5 năm thôi. Một mình ăn lên làm ra thì mình đổi xe mới, hoặc là mình cũng thay thế một phương tiện khác, chứ làm sao mình giữ được một chiếc xe cả đời đúng không ạ. Cho nên là mình tính bài toán 3-5 năm thôi, chứ một chiếc xe mình không thể tính bảo chiếc xe này dùng 25 năm, nó ít quá. Người ta, nhà nước đưa ra là 25 năm
là quá đủ rồi, sử dụng rồi anh em ạ. Cho nên cứ chiếc xe nào đẹp, bản thân tôi quan điểm xe đẹp xứng đáng đồng tiền bát gạo, bỏ ra 5 triệu 10 triệu mình là sử dụng cơ mà, mình là người sử dụng cơ mà, đúng không ạ? Đấy, anh em có thể một lần nữa tổng thành xem chi tiết từ những cái con ốc, từ những con ốc luôn, từ những con ốc nhỏ định giá giúp mình cái xe này nó có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không. Sau những ngày mưa là những ngày nắng chói chang luôn, và ngày hôm nay thì tranh thủ là mình sáng mất điện không biết, em đánh vài chiếc xe mới về ra để quay. Và đây là chiếc xe có thể là đây là chiếc xe cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay mình review. Và nếu quý vị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe như thế này để chở gạch ốp lát sơn tường chở kính thì hoàn toàn có thể alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại hiện trên màn hình, mình tư vấn là hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ và dành thời gian theo dõi video clip của anh em đặt xe tải. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn luôn tự mình tự tin tự chọn mua được một chiếc xe tải cũ chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của đặt xe tải vào ngày mai.